Trong quý 1 vừa qua, Việt Nam thu hút lượng vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài FDI kỷ lục đạt gần 11 tỷ đô la Mỹ. Theo nhận định, chiến tranh thương mại Mỹ-Trung có thể khiến cho xu hướng dịch chuyển vốn đầu tư từ Trung Quốc sang các nước khác diễn ra nhanh hơn, trong đó có Việt Nam. Với 10,8 tỷ đô la Mỹ, vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài FDI quý 1 năm nay đã tăng 86,2% so với cùng kỳ năm trước. Con số sẽ không dừng lại. Theo giới chuyên gia kinh tế, dòng vốn FDI còn dịch chuyển mạnh vào Việt Nam trong thời gian tới đây bởi nhiều yếu tố thuận lợi, đặc biệt khi cuộc chiến tranh thương mại Mỹ-Trung hiện vẫn chưa có hồi kết. Nhà đầu tư nước ngoài muốn chuyển từ Trung Quốc sang Việt Nam là bắt đầu chúng ta thấy cái xu hướng rõ hơn. Cần lưu ý là sự quan tâm này nó thể hiện ở hai nhóm. Nhất là nhóm nhà đầu tư tiềm năng đang lựa chọn giữa thị trường giữa Việt Nam và Trung Quốc để làm địa chọn đầu tư thì họ có xu hướng là muốn chuyển sang Việt Nam nhiều hơn. Thứ hai là các cộng đồng doanh nghiệp của các nước khác, chẳng hạn như của Mỹ, của Nhật hiện đang hoạt động ở Trung Quốc. Điện thoại, đồ gia dụng, điện tử, máy tính, đồ chơi, đồ thể thao, v.v. là 5 nhóm hàng của Trung Quốc bị ảnh hưởng nhiều nhất bởi chiến tranh thương mại. Có thể các doanh nghiệp lĩnh vực này tại Trung Quốc sẽ chuyển hướng đầu tư sang các địa điểm khác. Việt Nam sẽ hưởng lợi từ chiến tranh thương mại Mỹ-Trung bởi nhiều doanh nghiệp sẽ chuyển hướng tới thị trường Việt Nam để từ đây xuất khẩu ra các quốc gia khác. Theo Tổ chức Hợp tác và Phát triển Kinh tế OECD, hàng năm có khoảng 1.600 đến 1.700 tỷ đô la Mỹ dịch chuyển trên thế giới. Năm 2018, riêng đầu tư vào khu vực ASEAN đã tăng đến 18%. Trong bối cảnh ấy, Việt Nam cần có sự chủ động để đón nhận tích cực dòng vốn này. Nên quan tâm đến chất lượng đầu tư. Vì chúng ta đang có một, chúng ta đã tìm ra qua 30 năm đầu tư nước ngoài, chúng ta hơn bao giờ hết, chúng ta đã thấy được những cái mặt mạnh và những cái khiếm khuyết của đầu tư nước ngoài chưa đem lại được. Dòng vốn đầu tư sẽ tìm nơi hiệu quả nhất, thuận lợi nhất để đổ vào. Còn việc nắm bắt ra sao, đón nhận sự dịch chuyển này là cơ hội hay thách thức lại phụ thuộc vào chính thái độ và khả năng của mỗi địa phương, mỗi lĩnh vực, ngành nghề của Việt Nam.